Cô Thanh Nấm xin chào tất cả các bé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học từ vựng tiếng Anh về chủ đề trường học bằng giọng Anh Mỹ. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Quyển sách. Book. 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 Cái ghế. Chair. 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 Cái bàn. Table. 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 Cục tẩy. Eraser. 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 Cây bút. Pen. 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 Bút chì. Pencil. 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 Thước kẻ. Ruler. 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 Cặp sách. Ba lô đựng sách. Bag. 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 Bảng viết. Board. 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 Giáo viên. Teacher. 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 Học sinh, sinh viên. Student. 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 Trường học. School. School. School.